Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lợi ích và tác dụng chính của kèn bảo vệ tay lái. Kèn bảo vệ tay lái là cái món đồ chơi hay gọi rất quen thuộc trong những bản đồ phân lớn và là thiết bị quan trọng không thể thiếu trong các giải đua lớn như là MotoGP. Tuy nhiên, nhiều anh em vẫn xem đó chỉ là cái món đồ chơi trang trí bên ngoài, có hoặc không cũng được, và có thể chưa quen thuộc khi lắp vật dụng này vào xe. Rất ít người biết lợi ích thực sự của em nó. Trang bị này là một thiết bị an toàn rất quan trọng để hỗ trợ và giúp khi lái xe. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hơn về những lợi ích mà trang bị này đem lại sau clip dưới đây. Cái kèn bảo vệ tay lái được biết đến như một cái trang bị quan trọng trên cái đường đua MotoGP. Thường xuất hiện với vật liệu bằng nhựa, kim loại hoặc là carbon, tùy vào ngân sách và sở thích của cá nhân mỗi người, mà kéo dài từ tay và cong 90 độ ở cuối vị trí là phanh tay. Người dùng có thể điều chỉnh cái độ dài để phù hợp với cái khoảng cách giữa bàn tay và kèn bảo vệ tùy theo thiết kế của mẫu máy. Và các thương hiệu mà chúng ta thường thấy như là Sinsi Racing, Latex, Rizoma và Racing Boy, v.v. Ưu điểm của cái kèn bảo vệ tay lái là nó ngăn ngừa cái trường hợp là phanh do vô ý. Đặc biệt là trong những cuộc đua, mỗi chiếc xe phải cạnh tranh và chạy sát khác nhau, có thể xảy ra cái tai nạn hy hữu, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Nếu những chiếc xe cạnh tranh và va chạm phanh thì ra sao? Hãy tưởng tượng một cuộc đụng độ giữa Valentino Rossi và Marco West trong MotoGP 2005 tại Sebring International Circuit. Không chỉ những tai nạn hy hữu như trên mà thường nhắc đến xảy ra không các mùa giải đua xe. Và hãy tưởng tượng đi xe máy giữa các làn đường giao nhau đông đúc. Nếu cái bàn đạp phanh của chiếc xe bạn và va chạm của một chiếc xe bên cạnh, tất nhiên khả năng phanh tay vô tình bị tác động và xảy ra những hậu quả là khó có thể tưởng tượng được. Ngoài những lợi thế như trên, cái kèn bảo vệ tay lái còn là một cái lợi thế khác để bảo vệ cái sự chấn động giữa bàn tay người lái và xung quanh, giảm nguy cơ chấn thương khi lái xe máy và trong điều kiện thời tiết xấu cũng như là ở ngưỡng độ cao, thì trang bị này cũng góp phần bảo vệ và cản sức gió tác động trực tiếp, gây ảnh hưởng đến cái tay thắng, dễ gây tình trạng là thắng do bụi. Cũng như thêm vào một cái vẻ đẹp khi trang bị cái món đồ chơi này được gắn trên chiếc xe của bạn là điều cũng không phải chối cãi. Và trên thực tế, nó không chỉ là giới hạn ở vị trí tay lái mà còn có thể là cài trên cái bàn đạp ở vị trí là phanh chân. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là kế tiếp, nhớ like, subscribe.